Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Kông bị kỷ luật. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng công an phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép vững chắc và tâm trong sáng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và kết quả đạt được là công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt và để lại dấu ấn rất tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Quý vị thân mến, trong các ngày mùng 7, mùng 8 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 45 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật với một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Thái Hồng Kông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã vi phạm những quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan địa phương, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thái Hồng Kông. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 25, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định về công tác nhân sự và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đã tiến hành bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Thái Hồng Kông, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ông Thái Hồng Kông không còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ông Thái Hồng Kông sinh năm 1966, quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vào năm 2020. Trước đó, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Thay thế vị trí của ông Thái Hồng Kông, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Quý vị thân mến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Thái Hồng Kông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan địa phương, đơn vị công tác đến mức phải xem xét kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thái Hồng Kông. Liên quan đến vụ việc của ông Thái Hồng Kông, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất sau khi được cập nhật. Bắt giam hai lãnh đạo chi cục thuế ở Cà Mau. Quý vị thân mến, thuế là một trong những ngành được cơ quan phòng chống tham nhũng xác định là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất hiện nay, bên cạnh xây dựng cơ bản, tài chính ngân hàng, hải quan. Mới đây, chi cục trưởng và chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào ngày 8 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Minh, 55 tuổi, chi cục trưởng, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau và Phan Văn Hiền, 49 tuổi, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3. Cả hai đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau ký quyết định ủy quyền cho chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 3, trước đây là chi cục thuế huyện Trần Văn Thời, ký hợp đồng ủy nhiệm cho bưu điện huyện Trần Văn Thời thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến năm 2020, chi cục thuế khu vực 3 và bưu điện huyện Trần Văn Thời ký kết 3 hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. Hợp đồng quy định bưu điện không được ủy nhiệm thu thuế lại cho bên thứ 3. Tỷ lệ thù lao thu thuế được hưởng căn cứ vào kết quả thu thuế của bưu điện so với số thuế phải thu. Việc thanh toán kinh phí ủy nhiệm thu thuế căn cứ vào bảng xác nhận số tiền mà bưu điện thu nộp vào ngân sách nhà nước. Trong thời kỳ trên, Trần Ngọc Minh đã cùng Phan Văn Hiền với vai trò là lãnh đạo chi cục thuế khu vực 3 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo công chức thuế đến bưu điện huyện Trần Văn Thời để nhận biên lai thuế rồi trực tiếp đi thu thuế, thay nhân viên ủy nhiệm thu của bưu điện.
sau đó xác nhận toàn bộ số thu nộp của công chức thuế cho nhân viên bưu điện để lập khống chứng từ thanh toán tiền thù lao ủy nhiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 421 triệu đồng. Sai phạm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có liên quan đến siêu dự án 25.000 tỷ Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh của công ty Sài Gòn Đại Ninh có tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng, diện tích 3.959 hectare trên 4 xã Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội và Tà Hìn của huyện Đức Trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định. Đây là dự án trọng điểm. Sau 14 năm triển khai dự án đã làm mất 257,5 hectare rừng cùng 111 hectare đất rừng bị lấn chiếm. Chủ đầu tư phải bồi thường diện tích 257 hectare rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỷ đồng. Còn diện tích 111 hectare đất rừng bị lấn chiếm đến nay vẫn chưa giải tỏa lấy lại được. Liên quan đến vụ án này, có rất nhiều các lãnh đạo cấp cao có liên quan như ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, hay bà Trần Thị Bích Ngọc, vụ trưởng, vụ theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1. Các lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng bao gồm ông Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hay ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu chánh thanh tra tỉnh đã bị bắt do có nhiều sai phạm liên quan đến dự án này. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra rất nhiều sai phạm của các cá nhân có liên quan đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng, trong đó có trách nhiệm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và thanh tra chính phủ. Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 45 diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 8 năm 2024. Cơ quan kiểm tra của Đảng đã xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Tập thể này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ vi phạm này, nhiều tổ chức đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đơn vị có liên quan. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng chỉ ra trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Trách nhiệm đó thuộc về các ông Trần Đức Quận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Những người có trách nhiệm liên quan còn có Huỳnh Đức Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Văn Việt, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra Đảng còn xác định có trách nhiệm của các nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bao gồm Đặng Chí Dũng, Nguyễn Văn Yên, các tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bao gồm Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm S, các ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, Bùi Sơn Điền, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Phương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến những vi phạm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn có trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ cùng một số tổ chức đảng viên khác. Xem xét
xét về nội dung, tính chất và mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020-2025. Các cá nhân bị kỷ luật bao gồm Huỳnh Đức Hòa, Trần Đình Văn, Đoàn Văn Việt, Đặng Chí Dũng, Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Huỳnh Ngọc Hải, Bùi Sơn Điền, Lê Quang Trung. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Sơn, Trần Phương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ các nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan này cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đang tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Quý vị thân mến, nói đến siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, hay còn gọi là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, để thực hiện vào 30 tháng 12 năm 2010. Sau đó, đại gia Nguyễn Cao Chí đã thâu tóm dự án này. Theo kết luận của cơ quan chức năng, đây là một trong những dự án đã mắc rất nhiều các sai phạm. Tiến hành thanh tra Bộ Xây dựng. Quý vị thân mến, ngày 2 tháng 8, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí, việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức tại Bộ Xây dựng. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ các mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thay mặt đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công bố toàn văn quyết định số 358 quyết định thanh tra Bộ Nội vụ ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của các công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc của đoàn thanh tra. Ông Bùi Xuân Dũng yêu cầu vụ tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất, giao cho vụ tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc. Quý vị thân mến, vào ngày 8 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiên định lập trường, dân là gốc, quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lưu ý về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, tự cao, tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt. Chúng tôi hy vọng rằng qua việc thanh tra này sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú và loại bỏ được những cán bộ bị tha hóa, biến chất, diễn biến và tự diễn biến ra khỏi bộ máy nhà nước. Vạch trần sự thật, những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông
Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA, trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.
Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 5 tháng 10 năm 2020 tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018. Thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Lý do thật sự khiến Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị thân mến, chắc hẳn cả quý vị và chúng tôi đều thắc mắc rằng tại sao Chủ tịch nước Tô Lâm lại được tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị thân mến, vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với số phiếu tuyệt đối 100%. Để đạt được sự tín nhiệm này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác đấu tranh chống giặc nội xâm khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an và được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giao phó, lực lượng công an phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép vững chắc và tâm trong sáng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và kết quả đạt được là công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt và để lại dấu ấn rất tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc phòng chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt để chiến thắng được giặc nội xâm này. Và trả lời câu hỏi, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo rất quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Trên cương vị là người đứng đầu đảng, Tổng Bí thư sẽ tiếp tục kế thừa và triển khai công tác này trong thời gian tới như thế nào? Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ,
Tôi hiểu là dư luận rất chờ đợi sau khi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và các cơ quan đứng đầu dưới sự phát động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi sẽ kế thừa công tác này. Thời gian tới, công tác xây dựng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với phương châm, giải pháp, nhiệm vụ như thời gian vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một người để cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực, xử lý trước hết ở các cơ quan có chức năng phòng chống tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lòng tin của cán bộ đảng viên, nhân dân, dư luận quốc tế vừa qua đã tạo sự đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, của cán bộ đảng viên thống nhất rất cao. Vừa qua, Trung ương rất tín nhiệm, tin cậy vào đường hướng của Đảng nên sự đoàn kết thống nhất trong Trung ương, trong Đảng cao, uy tín của lãnh đạo và cơ quan phòng chống tham nhũng đã có những sự tin tưởng cao. Công việc này cần quyết liệt, triệt để làm sao để chiến thắng được giặc nội xâm gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng. Chúng ta phải tiếp tục cải cách hệ thống, các quy định, tháo gỡ khó khăn trong thể chế quy định, tạo khí thế mới, không gian để phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, cá nhân Tổng Bí thư rất may mắn khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đồng thời là Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trực tiếp tham gia chỉ đạo vào công tác này. Giờ được sự tin tưởng của Đảng, tín nhiệm của nhân dân, bầu đồng chí làm Tổng Bí thư, đồng thời giao luôn trọng trách là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Tô Lâm tin tưởng rằng công tác này sẽ tiếp tục được phát huy. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh chống giặc nội xâm đầy cam go và khó khăn này. Quý vị thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, có dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn của Nhà nước, của Đảng. Chúng tôi hy vọng rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giương cao ngọn cờ chống giặc nội xâm, khơi gợi được lòng tin của các đảng viên và nhân dân đồng hành cùng dân tộc. Cùng với lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, đã trở thành kim chỉ nam để cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các dự thảo các văn kiện Đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt nhân sự các cấp, tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới của đất nước, thừa kế những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúc kết đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Quý vị thân mến, nhắc đến chiến dịch đốt lò tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua đã để lại những dấu ấn vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc tới người dân cả nước. Trong giai đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng của Việt Nam, cũng là giai đoạn mà tham nhũng ở Việt Nam được đánh giá bởi các nhà tài trợ nước ngoài cho rằng tình hình tham nhũng ở Việt Nam đang ở mức báo động. Tại thời điểm đó, vào năm 2011, chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ở mức 2,7 trên thang điểm 10. Số điểm càng nhỏ, tham nhũng càng cao. Nhưng đến ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 quyết định Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo, thì chỉ số này đã tăng lên 31 trên thang điểm 100. Đến năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng mang tên đốt lò được khởi xướng bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ số này đã được tăng lên con số 33. Từ năm 2022, chiến dịch này bắt đầu được đẩy mạnh và chiến dịch này đã khiến cho hai chủ tịch nước Việt Nam từ chức, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhiều cán bộ cao cấp khác trong chính phủ và hàng nghìn người bị truy tố, hàng loạt các tập đoàn liên quan đến kinh tế cũng không phải ngoại lệ. Chẳng hạn như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC,
công ty con là Bamboo Airways, Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát hay Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Riêng vụ án của Vạn Thịnh Phát sau đó đã được điều tra mở rộng và trở thành một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất Đông Nam Á. Đến cuối tháng 3 năm 2024, các sai phạm xung quanh tập đoàn Phúc Sơn cũng đã bị phát giác, khiến cho rất nhiều các cá nhân bị bắt giữ, bao gồm sự từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được cho là có liên quan đến vụ án này. Và đến thời điểm năm 2022, chỉ số phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã tăng lên con số 42. Đây là một trong những thành tựu rất to lớn mà cuộc chiến chống giặc nội xâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những thành quả mà chiến dịch đốt lò đã làm được trong thời gian qua. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu, mà không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào có muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Quý vị thân mến, người đốt lò tham nhũng này đã đi xa, nhưng những di sản mà đồng chí Tổng Bí thư đã để lại là đặc biệt lớn, vô cùng lớn, với nhiều biệt dược chống giặc nội xâm. Một số vụ án tiêu biểu tưởng là không thể làm được, không thể đụng đến được, nhưng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được. Và chúng ta hãy cùng điểm lại vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vinasin, tổng thiệt hại 910,2 tỷ đồng. 8 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 năm đến 20 năm tù giam. 2 bị cáo là Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình. Vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuyên án tử hình cho các bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinalines và các bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 22 năm tù. Hay vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Riêng bị cáo Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, có liên quan tới 4 vụ án đều diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con, các dự án thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng. Tổng hình phạt cho bị cáo lần lượt là Đinh La Thăng 30 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Hay vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, xét xử nhiều quan chức cấp cao Bộ Công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù, Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù. Hay vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Thành phố Hồ Chí Minh DAB, khởi tố Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc DAB, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm và các đồng phạm. Tuyên án Trần Phương Bình chung thân tổng hình phạt. Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên tổng giám đốc DAB 30 năm tù tổng hình phạt. Riêng Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố thêm các tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai, tổng hình phạt 60 năm lao tù nhưng chịu 30 năm tù theo luật hình sự. Vụ án vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone liên quan đến hai bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Tuyên án Nguyễn Bắc Son chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 đến 7 năm tù. Khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên và cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Khởi tố kỷ luật và khai trừ ra khỏi đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu tư lệnh quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Tuyên án Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù, Đinh Ngọc Huệ, Út Chọc 30 năm tù tổng hình phạt và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 4 đến 14 năm tù. Hay vụ án cổ phần hóa thoái vốn tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và kỷ luật
cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về những vi phạm khuyết điểm khi còn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về các vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hai vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Kỷ luật khiển trách Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, khởi tố vụ án bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tuyên án Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Việt Á có liên quan trong đại dịch COVID-19 hay vụ án chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch COVID-19 đã khiến cho hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải xin từ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức chưa đầy 2 tuần sau đó vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Hai vụ sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn đã khiến cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Hay mới đây nhất là vụ sai phạm tại tập đoàn Thuận An đã khiến cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hay đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã khiến cho cựu bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quý vị thân mến, cố tổng bí thư đã lý giải không phải chỉ sợ mất lòng tin của nhân dân như chúng ta nói là mất tất cả đã đành, mà làm hại cho nền kinh tế, chính trị, dân không đồng tình, đảng cũng không đồng tình. Lãnh đạo đảng nhiều lần nói, không ai bật đèn xanh dung túng cho các hành động tham nhũng, lãng phí. Nhờ có cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực này đã tiêu diệt được rất nhiều những vụ án, những sâu mọt làm dầu nồi canh và có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và chúng tôi, những người tổng hợp chương trình này, vẫn tiếp tục ủng hộ cho công cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm và luôn luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước. Hy vọng những người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tốt công tác trên.